Cô xin chào các em. Cô là Dương Thị Minh Hương, dạy bộ môn giáo dục công dân lớp 8, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Hôm nay cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình bộ môn. Hôm trước chúng ta đã học tiết 22 của bài Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào tiết 23, bài 16 Quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Bài này hai tiết chúng ta tiết 1 chúng ta sẽ đi vào phần 1 là hai phần, và phần thứ tiết 2 chúng ta học phần 3. Ở phần đặt vấn đề, cô mời các em tự đọc tham khảo các cái nhóm quyền, các cái quyền sở hữu của công dân. Các em tự đọc. Quyền sở hữu tài sản công dân gồm có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Trước hết, cả ba phần nội dung bài học, ba phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền sở hữu tài sản công dân, và phần 2 là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Như vậy tiết 1 chúng ta sẽ làm rõ hai nội dung này, và tiết 2 chúng ta sẽ làm rõ phần nội dung tiết 3, đó là nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Được hết, các em đi vào phần 1. Quyền sở hữu tài sản công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Mời các em ghi bài. Cô nhắc lại, quyền sở hữu của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Ví dụ sách vở, đồ dùng học tập, tư liệu cá nhân, tư liệu sinh hoạt, rồi điện thoại, xe đạp, đồng hồ, kẹp tóc, những đồ tư trang cá nhân thuộc sở hữu của các em, và em sẽ là người sử dụng, quản lý, trực tiếp nắm giữ, đồng thời là muốn cho ai tùy ý. Vậy thì theo các em, quyền chiếm hữu là gì? Thế nào là quyền sử dụng và quyền định đoạt là gì? Thì các em thấy là quyền chiếm hữu là cái quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản, và quyền sử dụng là quyền gì? Là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó. Và quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho hay là phá hủy. Cô lấy ví dụ, các em có đồng hồ, các em trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản đồng hồ đó, rồi các em sử dụng, quyền sử dụng, các em khai thác cái đồng hồ đó, biết giờ, biết ngày, và đồng hồ tốt thì các em sẽ thấy chạy, không có bị dựng, bị đứng. Tương tự các đồ dùng khác như xe đạp hay là điện thoại, xe đạp tốt thì các em có thể đi khắp phố phường mà không bị tuột xích, các em đi chạy rất là nhanh, êm mà không bị hư xe. Em khai thác và hưởng lợi tài sản đó, em có thể cho bạn mượn, cho em đi, em
em của em đạt đi, vân vân. Như vậy khai thác giá trị tài lợi tài sản đó. Thứ ba là quyền định đoạt, khi quyết định có thể cho hoặc là bán nếu như mình không thích, và tài sản lớn hơn thì mình phải xin phép ba mẹ, mình xin ý kiến ba mẹ, mình thể là cho em, cho người bà con, cho bạn bè vân vân. Thậm chí những cái đồ dùng nhỏ như bút máy, bút bi, sách vở cũ mình có thể là phá hủy tiêu hủy, hay là bán tặng cho đồ dùng cá nhân cho người khác. Như vậy trong 13 quyền này thì quyền quyết định là quyền quan trọng nhất, quyết định cái tài sản của mình. Theo hiến pháp năm 2013 điều 32, mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Như vậy ngoài cái công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, thì còn công dân còn có vốn trong các cái doanh nghiệp thì đó thuộc theo tài sản của công dân. Để hơn cả em, cô cho hình ảnh minh họa. Ví dụ tiền lương, tiền công, tiền kiếm được từ lao động hợp pháp thì gọi là thu nhập hợp pháp. Cái mà lao động được tiền thưởng, tiền công, tức là cái em kiếm được từ sức lao động của mình thì đó gọi là cái thu nhập hợp pháp. Hay là như nhà giáo viên đi dạy được tiền lương, tiền thưởng thì đó chính là thu nhập hợp pháp. Tức là mình bỏ sức ra thì mình sẽ thu nhập được cái giá trị từ cái tiền công đó. Cô cho các em tình huống. Khi đào mỏng làm nhà, ông An tìm thấy một chiếc bình cổ. Có người nói rằng đây là cái cổ vật lịch sử có giá trị, phải đem nộp cho Sở Văn hóa Thông tin hoặc Viện Bảo tàng. Có người lại cho rằng bình cổ là do ông An tìm thấy nên nó thuộc về ông An. Ông An có quyền bán hay cho ai thì tùy. Các em suy nghĩ và trả lời. Các em thấy bình cổ thì rất là giá trị và đây thuộc về cổ vật lịch sử. Có người cho rằng phải nộp cho Sở Văn hóa Thông tin hoặc là Viện Bảo tàng. Có người thì bảo là phải thuộc về ông An vì ông An tìm thấy được. Vậy thì ông An có quyền quyết định đối với tài sản đó. Vậy theo em đúng hay là sai? Vậy thì đáp án cô đưa ra là ông An phải giao nộp cho Sở Văn hóa Thông tin hoặc Viện Bảo tàng vì đây là một cổ vật có giá trị lịch sử thuộc về tài sản quốc gia. Ông An không thể giữ riêng làm tài sản cho mình, mặc dù là ông tìm thấy trên đất của ông, nhưng mà đây là thuộc tài sản quốc gia. Theo bạn thì bình cổ ông An tìm thấy có phải ông An không? Ông An có quyền bán bình cổ đó cho ai? Bán bình cổ đó không? Vì sao? Ông An không có quyền bán chiếc bình cổ đó vì nó không thuộc sở hữu của ông An, mà nó thuộc về sở hữu của nhà nước, cơ quan văn hóa hoặc Viện Bảo tàng. Chỉ có chủ sở hữu bình cổ mới có quyền bán bình cổ. Đây là đáp án và cô giải thích thêm. Chỉ có chủ sở hữu bình cổ mới có quyền bán bình cổ. Ví dụ như bình cổ đó là được của gia bảo, của gia đình dòng họ từ trước để lại, thì người chủ sở hữu đó có quyền quyết định cái tài sản đó, có thể là giao nộp cho cơ quan nhà nước hoặc là bán cái bình cổ đó cho cơ quan nhà nước. Các em có thể ghi bài đáp án ba vợ. Ngoài ra công dân còn có cái của cải để dành,
Ví dụ như là tiền thừa kế, tiền tích lũy, tiền vàng, đô, hoặc là nữ trang, đồ trang sức, đồng hồ, vân vân. Thì đây là cái của cải mà được tích lũy, được dành dùm khi sở thuộc sở hữu của công dân. Ngoài ra thì công dân còn có chủ sở hữu về tài sản như là nhà ở, ô tô, nội thất. Và những cái cây cối trong cái vườn thì thuộc thuộc tài sản của cái chủ sở hữu đó. Nhà to, nhà nhỏ, biệt thự hay là một túp lều tranh hay là một mảnh vườn mà chủ sở hữu được tên thì người đó là thuộc về quyền về chủ sở hữu nhà ở, đất đai, đồ dùng. Ngoài ra thì công dân còn có chủ sở hữu về nội thất như là bàn ghế, tivi, tủ lạnh. Đây là nền, hoặc là chăn ra nệm, vâng, giường ngủ, vâng. Thì đây là thuộc về tư liệu sinh hoạt cá nhân thì thuộc về sở hữu của công dân. Về tư liệu sản xuất, ví dụ như là máy cày, máy giặt, máy sấy xác dùng trong nông nghiệp, trong công nghiệp thì gọi là tư liệu sản xuất, đóng góp cổ phần để mua các cái trang thiết bị phục vụ cho nông nghiệp, cho công nghiệp và mục đích kinh doanh, mục đích sản xuất thì thuộc về sản xuất, về tư liệu cá nhân, tư liệu sinh hoạt cá nhân thuộc chủ sở hữu của cá nhân đó. Ngoài ra thì công nhân còn có vốn tài sản trong các cái doanh nghiệp hoặc trong các cái tổ chức kinh tế. Theo Hiến pháp năm 1992 ghi rõ, điều 58, công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong các cái doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Hiến pháp năm 1992 ghi rõ, điều 17, đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi, vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của nhà nước đều thuộc sở hữu toàn dân. Các em thấy rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Năm 1945, khi chúng ta giành được chính quyền từ Tây Phát xít Nhật, chúng ta lập nên một chính quyền non trẻ là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên của Đông Nam Châu Á. Và năm 1976 thì hiến pháp đầu tiên ra đời ghi nhận các cái quyền của công dân cũng như là tài sản thuộc sở hữu của dân, cũng như là tài sản đó thuộc nhà nước trực tiếp quản lý để thuộc về sở hữu toàn dân. Thì trong điều 17 ghi rất rõ, những cái đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước này đều thuộc về tài sản của nhà nước, thuộc tài sản, xin lỗi, thuộc tài sản của toàn dân do nhà nước trực tiếp quản lý. Nhân dân có quyền giám sát những cái hoạt động của cơ quan nhà nước để quản lý tài sản của mình. Vậy thì tài sản nhà nước theo điều 17 ghi nhận như vậy. Kém sang phần 2 nội dung bài học, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Các em ghi rõ điều 17. Mời các em ghi bài. Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn tài nguyên, vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, vốn và tài sản cố định do nhà nước xây dựng. Tài sản nhà nước thuộc quyền sở hữu toàn dân theo điều 17 Hiến pháp năm 1992. Và lợi ích công cộng là gì? Lợi ích công cộng là lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Bạn nào có thể lấy cho cô một vài ví dụ về lợi ích công cộng? Em ghi bài vào vở. Có lẽ ví dụ lợi ích công cộng là gì? Ví dụ như là điện, đường, trường, trạm, cầu, cầu cống, nhà kho, đường xá, công viên, trạm điện thoại.
thì đó là lợi dành cho nhiều người và là lợi ích công cộng, hay là vấn đề an sinh xã hội. Ví dụ như là dịch Covid vừa qua, thời gian đang người ta đang giãn cách ly xã hội đợt 2, thì các em thấy là một số những cái công trình công cộng như là trường học, bệnh viện, khách sạn tư nhân thì được nhà tư nhân ủng hộ, thì nhà nước sẽ mượn, hoặc là được làm tư nhân cho phép thì nhà nước sẽ dùng cho lợi công cộng để tập trung cách ly những người mà nghi ngờ mắc bệnh Covid. Thì các em thấy là cái lợi đó phục vụ cho nhiều người thì gọi là lợi ích công cộng. Thì lợi công cộng rất là có ích lợi cho cái vấn đề an sinh xã hội. Vậy thì tài sản nhà nước lợi công cộng thì các em thấy rất là nhiều, thuộc về sở hữu toàn dân. Cô nhắc lại một lần nữa, đó là đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn tài nguyên biển, thềm lục địa, vùng trời, biên giới lãnh thổ, bốn tài sản cố định do nhà nước xây dựng đều thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước trực tiếp quản lý. Em hãy thấy nghe cô những câu ca dao tục ngữ nói về tôn trọng tài sản của người khác. Như vậy ngoài cái tài sản của công dân ra thì công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác và tài sản của lợi ích công cộng, tài sản của nhà nước. Thì cô có thể nếu cho cô cả em một vài những cái câu ví dụ tục ngữ để các em tham khảo. Ví dụ ăn một miếng là điện cả đời, tài sản nhà nước bao gồm, rồi cá dao, câu chim tha mang xa vào lòng lưới, cá tha mồi mắc phải lưỡi câu. Các em sang phần bài tập tình huống. Bình nhặt được một túi sách nhỏ, trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân và mang tên là Nguyễn Văn Hà và được cặp và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng minh nhân dân, chỉ giữ lại tiền. Và theo em thì Bình hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Bình thì em sẽ hành động như thế nào? Em thấy tài sản đó thuộc về của ai? À, của anh Nguyễn Văn Hà. Rồi ngoài ra còn một số giấy tờ khác nữa. Và khi mà Hà Bình lượm được, Bình nhặt được thì vô tình trong đó có tiền, giấy tờ chứng minh nhân dân, thì Bình biết là cái sách này là không phải của Bình, nhưng Bình vẫn là lấy tiền. Do đánh mất mất tiền học phí, Bình lấy tiền. Sau đó thì Bình lại vứt giấy chứng minh nhân và các giấy tờ quan trọng của anh Hà. Vậy thì hành động của Bình như vậy chúng ta thấy là ở đây là như thế nào? À, hoàn toàn sai. Bởi vì không phải tài sản của Bình mà Bình hành động như vậy là thiếu đạo đức. Vậy thì nếu em là Bình thì em sẽ có hành động như thế nào? Em sẽ trả lại cho người bị mất để công an. Tình huống thứ hai, anh Minh mua một xe đạp. Xin lỗi, anh Minh mua một xe máy. Anh đã đăng ký quyền sở hữu. Còn chị Hoa thì nhà hàng xóm mua một chiếc xe đạp điện. Xe của chị không có đăng ký quyền sở hữu. Chẳng may cả xe máy và xe đạp điện của hai anh chị đều bị mất trộm. Cả hai anh chị đều đi báo công an. Theo bạn, trong hai trường hợp trên, trường hợp nào sẽ giúp cơ quan nhà nước, cơ quan công an tìm lại tài sản dễ hơn và vì sao? Các em suy nghĩ và trả lời. Các em thấy tài sản chiếc xe máy là tài sản lớn của công dân, xe đạp điện cũng là tài sản rất là lớn của công dân. Xe đạp điện, xe máy giá trị cũng gần như là tương đối gần gần như là nhau. Nếu xe đạp điện mà tốt thì có thể là giá trị, thế là giá trị. Cái xe máy là tài sản lớn của anh Minh, mà anh Minh đã đăng ký quyền sở hữu tên chủ sở hữu của anh Minh. Còn chị Hoa thì đang xe đạp thì không cần phải là đăng ký quyền sở hữu. Xem đúng hay sai? À, trong trường hợp này thì
Anh Minh là đúng, vì anh Minh là đăng ký quyền sở hữu chủ sở hữu chiếc xe máy, còn chị Hoa không đăng ký. Chị Hoa đã sai sót, vô tình sai sót trong khi trường hợp là mình ở không quản lý tài sản của mình. Và trong trường hợp này cả hai người đều mất thì theo em thì hai người đó sẽ đi báo công an thì cái xe nào sẽ tìm được dễ hơn? Thì chắc chắn là có thể là xe máy của anh Minh sẽ tìm được dễ hơn, bởi vì anh Minh có đăng ký sở hữu và khi tìm ra thủ phạm thì dễ dàng để trả lại cho anh Minh hơn. Còn chiếc xe đập điện không có giấy tờ thì rất khó để trả lại cho người bị mất. Vậy trong trường hợp này chị Hoa là chưa đúng, cần phải đăng ký chủ sở hữu xe. Tài sản của mình phải trực tiếp nắm giữ, mình phải có giấy tờ đầy đủ để minh chứng rằng mình là chủ sở hữu cái sản phẩm đó, thì khi nào đó mất thì mình sẽ được là cơ quan nhà nước bảo vệ. Bây giờ các em hãy làm cho cô bài tập này để tìm lại cho cô cái phần đầu là quyền sở hữu tài sản bao gồm ba cái quyền, đó là quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền định đoạt. Vậy thì trong cái ba cái quyền này thì theo các em ai là người giữ gìn bảo quản xe, và cô B là ai là người sử dụng xe để đi, và cô C là bán tặng cho người khác. Phần đặt vấn đề này cô cả yêu cầu các em tự đọc và các em trả lời. Bây giờ cô trắc nghiệm là xem các em làm được không. Thì trong này cô đã hướng dẫn mũi tên như vậy đúng hay sai? Các em thấy chưa đúng thì các em có thể sửa lại. Vậy thì các em thấy là cô gợi ý đó là giữ gìn bảo quản xe chỉ là người chiếm hữu, là người chiếm hữu. Ví dụ như một người được giao giữ xe thì họ sẽ trực tiếp nắm giữ tài sản đó và họ thì phải giữ gìn bảo quản xe. Ví dụ có thể giữa trường học người giữ xe cho các em để các em vào trường học thì người đó phải giữ gìn bảo quản xe cho em và người đó phải trực tiếp nắm giữ tài sản đó. Cái thứ hai là gì? Nhưng người đó chỉ bị giữ gìn, được giữ gìn và bảo quản thôi. Cái thứ hai là sử dụng xe để đi thì thuộc về quyền sử dụng. Thế cái người mà giữ xe đó có quyền sử dụng xe để đi không? À chắc chắn là không, mà họ chỉ bị giữ gìn bảo quản xe. Còn cái người mà sử dụng xe để đi là người có quyền sử dụng, tức là người chủ sở hữu sản phẩm đó. Thứ ba là quyền định đoạt, người đó cô được hướng dẫn các em nội dung 1 và 2, đó là quyền sở hữu tài sản, rồi tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thì tiết 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. Thì thế nào là tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng? Thì các em đã học ở tiết 2, tiết 1 rồi. Tiết 2 cô sẽ kiểm tra lại và yêu cầu các em về nhà xem cho cô cái phần tiết 2 của bài, đó là bài phần nghĩa vụ phải biết tôn trọng tài sản của những người khác và đặc biệt là phải biết tôn trọng tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. Cô nhắc lại kiến thức tiết 1, các em cần nắm rõ là tài sản của công dân, là quyền sở hữu công dân thì gồm có ba cái quyền, đó là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Ngoài ra công dân còn có thu nhập hợp pháp của để dành, rồi tư liệu sinh hoạt vân vân, thì nó thuộc về quyền sở hữu của công dân. Và tài sản nhà nước thì bao gồm những tài sản gì? Tài sản công lợi ích công cộng thì bao gồm lợi ích gì, gồm những tài sản gì và phục vụ cho ai? Đó là nội dung tiết 1. Các em có yêu cầu các em ghi chép bài đầy đủ và làm bài tập đầy đủ qua sách và vở, và cô sẽ chấm. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ dừng lại đây, hy vọng tiết sau chúng ta sẽ học tốt hơn. Thân ái và hẹn gặp lại các em.